Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Các em thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta tiếp tục củng cố kiến thức và làm bài tập trong cuốn bài tập tuần Toán 3 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều các em nhé. Chúng ta cùng với thầy đến với tuần 30. Nội dung: tìm thành phần chữ biết của phép tính tiếp theo. Luyện tập chung: diện tích một hình, đơn vị đo diện tích cm vuông, tiết 1. Phần A lớn, kiến thức trọng tâm. Thế thì ở trong tuần 29, thầy trò mình đã tìm được thành phần chữ biết ở trong các phép tính cộng, trừ và nhân, đúng không? Thì trong nội dung tuần 30 này, chúng ta tiếp tục tìm thành phần ở trong phép chia. Cụ thể như sau: một nhỏ, tìm số bị chia, tìm số chia. Thì các em nắm chắc cho thầy này, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Các em nhớ nhé. Ví dụ như thầy có một phép chia sau. Phép chia ví dụ như là thầy có là 12 chia 2 bằng 6 chẳng hạn. Thì số đứng trước dấu chia sẽ đóng vai trò là số bị chia. Các em nhớ chưa nào? Đây là số bị chia này. 12 đóng vai trò là số bị chia nhé. Số 2 sẽ đóng vai trò là số chia. Và 6 đóng vai trò là thương các em ạ. Đó, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia thì có phải là 12 bằng thương là 6 nhân với 2 không em? Đúng không? 12 bằng 6 nhân 2 chưa? Tiếp theo nhé. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương. Ví dụ muốn tìm số chia là 2 đúng không? Thì ta sẽ lấy số bị chia là 12 chia cho thương là 6, đúng không các em? Số chia sẽ bằng số bị chia chia cho thương. Nhớ cho thầy nhé. Kiến thức trọng tâm 2 đó là chúng ta đến với nội dung diện tích một hình. Ở trong bài này chúng ta phải nắm chắc cho thầy về cái diện tích là gì và tư duy ghép hình nữa các em ạ. Ở đây, ở trên hình vẽ này chúng ta thấy rằng là có hình tam giác nằm bên trong hình tròn, đúng không các em? À, hình tam giác nằm bên trong hình tròn này. Thì diện tích tam giác bé hơn diện tích hình tròn. Nhớ thầy nhé, diện tích tam giác là toàn bộ cái phần bôi màu vàng này các em này. Em hiểu chưa? Và diện tích hình tròn là gì? Là toàn bộ cái phần ở bên trong cái đường tròn này. Nó bao gồm cả diện tích tam giác nha các em nhé. Đấy, toàn bộ này, cái màu cam với màu vàng này, toàn bộ cái phần này là diện tích của hình tròn. Như vậy ta thấy rằng là diện tích hình tam giác bé hơn diện tích hình tròn. Vì sao? À, vì ta thấy rằng hình tam giác nằm trong hình tròn. Đúng không các em? Hình tam giác nằm trong hình tròn. Cho nên diện tích nó bé hơn. Tiếp đến nào, chúng ta có hình A và hình B. Hình A và hình B đều gồm 4 ô vuông như nhau. Đúng không các em? Xem hình A nhé. Là 4 ô vuông màu xanh này. 1, 2, 3, 4. Hình B cũng vậy. 1, 2, 3, 4. Đó. Hình A, hình B đều là 4 ô vuông như nhau. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận là diện tích hình A bằng diện tích hình B. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát cho thầy này. Ở đây chúng ta có hình P, hình M và hình N nhé các em. Thì hình P chúng ta nhìn cho thầy kỹ cho thầy gồm có mấy ô vuông nhé. Hình P chúng ta đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ô vuông nhé. Thì nó bao gồm có hai cái màu, đó là màu hồng và màu xanh đúng không? Thì chúng ta sẽ cắt ra. Cắt ở đây ra. Thì nó sẽ được hình M và hình N đúng không? Hình M có mấy ô vuông nhỉ? À, hình M 6 ô vuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và hình N gồm 4 ô vuông. 1, 2, 3, 4. Như vậy thì chúng ta sẽ nói rằng là diện tích hình P bằng tổng diện tích hình M và hình N. Đúng chưa nào em? Rồi, tiếp theo kiến thức trọng tâm 3 đó là cm vuông. Nhớ cho thầy kiến thức như sau: cm vuông là một đơn vị đo diện tích. Cm vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm. Và cm vuông viết tắt là cm, sau đó viết chữ số 2 ở góc bên phải bên trên này các em này. Đó. Ở đây chúng ta đang thấy chúng ta có một hình vuông đúng không, và cạnh nó là 1 cm, thì toàn bộ cái phần bên trong này thì nó gọi là diện tích hình vuông đúng không? Thì nó có diện tích là 1 cm vuông. Nhớ cho thầy nhé, cm vuông viết tắt là
cm này, sau đó viết số 2 ở góc trên bên phải nhé các em nhé. Số 2 viết nhỏ này. Bây giờ chúng ta cùng với thầy chuyển sang mục B lớn bài tập các em ạ. B lớn bài tập, một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Biết hiệu là 7552, số trừ là 4629, số bị trừ là. Các em cần phải nhớ lại cho thầy về thành phần ở trong phép trừ nhé. Trong phép tính trừ chúng ta có gì nào? Chúng ta có số bị trừ, trừ đi số trừ, bằng hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ các em ạ. Kiến thức của tuần 29 chúng ta đã học rồi nhé các em. Như vậy thì số bị trừ ở đây chúng ta sẽ đặt tính là gì nhỉ? Ta sẽ đặt tính là lấy hiệu là 7552 cộng với số trừ. Nào chúng ta đặt tính nhé. 7552 cộng 4629. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 7 cộng 4 bằng 11, thêm 1 là 12, viết 12. Kết quả là 12.181. Như vậy thì số bị trừ ở trong cái câu này chính là đáp án A, đúng không em? Tiếp đến là câu trắc nghiệm 2. Biết thương là 15.012, số chia là 6, số bị chia là gì? Thì muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Tức là mình sẽ đi đặt tính 15.012 nhân 6. 6 nhân 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 6 nhân 0 bằng 0, viết 0. 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 1 bằng 6, thêm 3 bằng 9, viết 9. Như vậy, số bị chia ở đây chúng ta cần tìm là 90.072. Đáp án D. Câu trắc nghiệm 3. Phần được tô màu có diện tích là, chúng ta quan sát hình vẽ này nhé, thì mỗi ô vuông này có diện tích là 1 cm vuông các em nhé. Chúng ta sẽ xem là phần tô màu nào. Chúng ta đếm ô vuông thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ô vuông thì sẽ có diện tích là 7 cm vuông. Chúng ta chọn đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 4. Bác Tân chia đều số thóc hôm nay thu hoạch được vào 8 bao, mỗi bao 55 kg. Hôm nay bác Tân thu hoạch được số kg thóc là trong bài này chúng ta tư duy cho thầy như sau. Ở đây chúng ta có số thóc của bác Tân này. Bác chia vào 8 bao, đúng không? Chia đều vào 8 bao. Đó, chia 8 đúng không? Chia đều vào 8 bao này thì sẽ được là mỗi bao 55 kg. Vậy thì chúng ta tư duy chưa? Số thóc nó sẽ đóng vai trò là gì các em nhỉ? Đóng vai trò là số bị chia chưa biết. Vậy muốn tìm số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân với lại số chia, đúng không các em? Rồi. Đấy là một cái hướng mà chúng ta tư duy để chúng ta tìm số thóc mà bác Tân thu hoạch được hôm nay, đúng không? Ê, ngoài ra chúng ta tư duy này. Tư duy phép nhân nhé. Mỗi bao là 55 kg, 8 bao như vậy sẽ là 55 x 8 lần, đúng không các em? Rồi, thì vẫn sẽ là đặt tính 55 x 8 thôi. Số bị chia bằng 55 là thương nhân với lại số chia là 8 thôi, đúng không? 8 x 5 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 8 x 5 bằng 40, thêm 4 là 44, kết quả là 440 nhé. Chúng ta chọn đáp án C, 440 kg. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 5. Hình A có diện tích 315 cm vuông. Hình A có diện tích gấp 3 lần diện tích hình B. Diện tích của hình B là. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tư duy phép tính như sau. Diện tích hình A gấp 3 lần diện tích hình B. Nào mình có nha.
Mình có là diện tích hình B này, hỏi chấm này, nhân 3 lần thì sẽ bằng diện tích hình A đúng không? Thì sẽ bằng 315. Như vậy, để tìm diện tích của hình B thì ta sẽ lấy gì nhỉ? 315 chúng ta chia 3. Đúng chưa các em? À, chúng ta đặt tính chia ra nhé. 3 chia 3 được 1,1, 1 x 3 bằng 3, 3 chia 3 bằng 0, hạ 1. 1 chia 3 được 0, viết 0. 0 x 3 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1. Hạ 5 được 15. 15 chia 3 được 5, viết 5. 5 x 3 bằng 15, 15 trừ 15 bằng 0. Kết quả là 105 cm vuông. Như vậy, câu 5 này chúng ta chọn đáp án B. Câu trắc nghiệm 6. Trong các hình sau, hình có diện tích lớn nhất là? Các em thấy rằng là tất cả các hình này thì đều tạo bởi các hình vuông giống nhau đúng không? Các hình vuông như nhau này, các ô vuông như nhau đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ đếm thôi các em ạ. Hình nào có nhiều ô vuông nhất thì sẽ có diện tích lớn nhất. À, hình A nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 này. Hình B nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hình C nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hình D nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy đáp án chúng ta chọn câu 6 này là đáp án D rồi các bạn. Tiếp đến chúng ta vào câu trắc nghiệm 7 nhé các em. Đây là câu 7 nhé các em ạ. Câu 7. Câu 7 nhé các em. Câu 7. Quả cam cân nặng là bao nhiêu gram? Hay là 1 kg đây? Chúng ta tư duy như thế này này. Cân nặng thăng bằng đúng không? Cái vạch đỏ ở giữa này, cân thăng bằng. Thì chúng ta thấy rằng quả thanh long ấy, nó sẽ nặng bằng quả cân 100g cộng với quả cân 300g. Tức là quả thanh long sẽ nặng bao nhiêu các em nhỉ? À, nó sẽ nặng bằng 400g. Chúng ta quay sang cái phần cân bên này nè. Quả thanh long là 400g cộng với quả cam sẽ bằng quả cân 100g cộng với lại quả cân 500g. Tức là chúng ta có 400 này cộng với cân nặng của quả cam là hỏi chấm chưa biết sẽ bằng 100g cộng 500g, đây là 600g. Như vậy chúng ta đang cần tìm số hạng chưa biết đúng không? Ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Hỏi chấm sẽ bằng tổng là 600 trừ đi 400 sẽ bằng 200. Đơn vị là gram. Chúng ta chọn câu 7 đáp án A. Vậy là thầy trò mình đã làm xong phần trắc nghiệm của tuần 30 rồi. Thầy trò chúng ta cùng tiếp tục đến với hai lớn phần tự luận của tuần 30 các em nhé. Bài 1, tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau. Ở đây chúng ta sẽ phải đi tìm thành phần ở trong các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Thì các em phải nắm chắc cho thầy cách tìm thành phần chưa biết ở trong các phép tính đó nhé. Với phép tính cộng và phép tính nhân thì nó rất là dễ thôi. Còn phép tính trừ, phép tính chia, các em hết sức lưu ý là không các bạn hay nhầm lắm. Với phép tính cộng thì chúng ta muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Các em nhớ chưa nào? À, với phép tính cộng nhé. Với phép tính cộng này thầy ghi ngắn gọn là phép cộng nhé. Đó là số hạng sẽ bằng tổng trừ đi số hạng. Đó. Thế còn phép nhân thì muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ làm ở bên cột bên trái trước nhá. Tìm thành phần phép cộng trong phép nhân trước đã. Nào, phép tính đầu tiên thì số hạng chưa biết ta sẽ lấy 71.260. Chúng mình trừ đi 50.835. 71.260 này trừ 50.835.
Không, không trừ được 5 thì ta lấy 10 trừ 5 bằng 5 viết 5 nhớ 1, nhớ 1 vào 3 được 4, 6 trừ 4 bằng 2 viết 2. 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4 viết 4 nhớ 1, nhớ 1 vào 0 được 1, 1 trừ 1 bằng 0 viết 0, 7 trừ 5 bằng 2 viết 2. Như vậy ta được kết quả là 20.425 là số hạng cần điền ở đây. Phép tính tiếp theo cũng là phép tính cộng, là số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Nào chúng mình đặt tính nhá. 63.958 trừ 16.578. 8 trừ 8 bằng 0 viết 0. 5 không trừ được 7, ta lấy 15 trừ 7 bằng 8 viết 8 nhớ 1. Nhớ 1 vào 5 được 6, 9 trừ 6 bằng 3 viết 3. 3 không trừ được 6, ta lấy 13 trừ 6 bằng 7 viết 7 nhớ 1. Nhớ 1 và 1 được 2, 6 trừ 2 bằng 4 viết 4. Như vậy, số hạng cần điền ở đây là 47.380. Chuyển đến phép nhân kia. Muốn tìm thừa số ở trong phép nhân, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Nào với phép tính này, ta sẽ đặt tính 92.476 là tích này. Chia cho thừa số đã biết tức là chia cho 4 các bạn. À. 9 chia 4 được 2 viết 2, 2 nhân 4 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1. Hạ 2 ta được 12. 12 chia 4 được 3. Viết 3. 3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 7. 7 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3. Hạ 6 được 36. 36 chia 4 được 9, viết 9. 9 nhân 4 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0. Như vậy thừa số cần điền ở đây là 23.119. Chúng ta đến với phép nhân tiếp theo. Thừa số chưa biết sẽ bằng tích chia thừa số đã biết nhé các em. Nào ta đặt tính là 67.830 chia 6. Sáu chia sáu được một viết một. Một nhân sáu bằng sáu. Sáu trừ sáu bằng không. Hạ bảy. Bảy chia sáu được một viết một. Một nhân sáu bằng sáu. Bảy trừ sáu bằng một. Hạ tám được 18. 18 chia sáu được ba viết ba. Ba nhân sáu bằng 18. 18 trừ 18 bằng không. Hạ ba. 3 chia 6 được 0 viết 0. 0 x 6 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. Hạ 0 được 30. 30 chia 6 được 5 viết 5. 5 x 6 bằng 30. 30 trừ 30 bằng 0. Như vậy thừa số cần điền ở đây là 11.305. Chúng ta đã xong thành phần ở trong phép cộng và phép nhân rồi các em ạ. Tiếp đến là phép tính trừ và phép tính chia. Các em lưu ý cho thầy nhé, rất nhiều bạn hay nhầm phép trừ và phép chia lắm các em ạ. Nào thầy sẽ ghi tiếp cùng các em nhé. Với phép tính trừ thì sao? Nào với phép tính trừ nhé. Với phép tính trừ thì số bị trừ bằng gì? À, số bị trừ sẽ bằng hiệu cộng với số trừ. Thế còn muốn tìm số trừ thì sao? À, muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Đó, chúng ta làm phép tính này nhá. Ở đây trong phép trừ này thì đứng sau dấu trừ sẽ đóng vai trò là gì các em? À, sẽ đóng vai trò là số trừ chưa biết đấy các em ạ.
Được chưa nào? Số bị trừ trừ số trừ bằng hiệu. Như vậy để tìm số trừ chúng ta sẽ đi đặt tính là số bị trừ trừ đi hiệu nhé. 46.205 trừ 28.064. 5 trừ 4 bằng 1/1. 0 trừ được 6, ta lấy 10 trừ 6 bằng 4/4, nhớ 1. Nhớ 1 vào 0 được 1, 2 trừ 1 bằng 1/1. 6 không trừ được 8, ta lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1. Nhớ 1 vào 2 được 3, 4 trừ 3 bằng 1. Ta được 18.141. Chính là số trừ cần điền ở đây. Thế tính tiếp theo. Cái số ở đây là chính là đóng vai trò là số bị trừ các em ạ. Số bị trừ trừ đi số trừ bằng hiệu nhé. Vậy thì để tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Mình sẽ đi đặt tính. 28.139 cộng 66.753. 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 1 cộng 7 bằng 8, viết 8. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 2 cộng 6 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Như vậy, số bị trừ là 94.892. Chúng ta cùng chuyển đến với phép chia các bạn. Nào, phép trừ hay nhầm và phép chia cũng hay nhầm lắm. Em lưu ý với thầy nhé. Với phép chia thì số bị chia sẽ bằng thương nhân với số chia. Thế còn số chia sẽ bằng số bị chia chia thương. Đó, em nhớ cho thầy nhé. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại phép tính này. Đứng trước dấu chia sẽ đóng vai trò là số bị chia. Số bị chia chia 7 thì sẽ bằng 13.114. Để tìm số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Chúng mình đi đặt tính nhé. 13.114 nhân 7. 7 x 4 bằng 28, viết 8, nhớ 2. 7 x 1 bằng 7, thêm 2 bằng 9, viết 9. 7 x 1 bằng 7, viết 7. 7 x 3 bằng 21, viết 1, nhớ 2. 7 x 1 bằng 7, thêm 2 bằng 9, viết 9. Như vậy, số bị chia cần điền ở đây là 91.798. Là phép chia cuối cùng nào. Ở đây chúng ta đang cần tìm số chia đấy các em ạ. Số bị chia, chia số chia bằng thương. Số chia chưa biết sẽ bằng số bị chia, chia thương. 98.145 chia 9. 9 chia 9 được 1/1. 1 x 9 bằng 9, 9 chia 9 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 9 được 0, viết 0. 0 x 9 bằng 0, 8 chia 0 bằng 8. Hạ 1, ta được 81. 81 chia 9 bằng 9, viết 9. 9 x 9 bằng 81, 81 trừ 81 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 9 được 0, viết 0. 0 x 9 bằng 0, 4 trừ 0 bằng 4. Hạ 5 được 45. 45 chia 9 được 5, viết 5. 5 x 9 bằng 45. 45 trừ 45 bằng 0. Như vậy, số chia chúng ta cần điền ở đây là 10.905. Vậy là thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 1 rồi các em ạ. Thầy trò chúng ta cùng tiếp tục với bài tự luận 2 các em nhé. Điền vào chỗ trống. Chúng ta quan sát hình ở đây này. Chúng ta cho thầy biết là diện tích hình A, diện tích hình B và như thế nào đây. So sánh giữa hai diện tích này. Thấy rằng hình A là các ô vuông màu đỏ đúng không các em? Mỗi ô vuông thì đều có diện tích là 1 cm2 nhé. Chúng ta chỉ việc đếm các ô vuông thôi các em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hình A nó là 10 ô vuông màu đỏ thì ứng với diện tích sẽ là 10 cm2. Đúng chưa nào các em? Vậy là sẽ ghi cho thầy vào đây. Đó là diện tích hình A là 10 cm2. Nhớ là cm, sau đó viết thêm cái chữ số 2 ở góc trên bên phải như thế này cho thầy nhé. Đó.
Tiếp đến nào, diện tích hình B, chúng ta đếm xem có bao nhiêu ô vuông nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là chúng ta thấy rằng hình B nó gồm 6 ô vuông, tức là diện tích nó sẽ là 6 cm2 các em ạ. 6 cm2. Nhớ thầy nhé, cm2 là viết cm này, sau đó viết thêm chữ số 2 ở góc trên bên phải nhé các em. Rồi. Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B là bao nhiêu cm2? Hình A là 10 cm2 thì lớn hơn 6 cm2 rồi đúng không? Bởi vì 10 lớn hơn 6. Và nó lớn hơn bao nhiêu? Ta sẽ lấy 10 trừ 6 bằng mấy nhỉ? À 10 trừ 6 bằng 4. Như vậy diện tích hình A sẽ lớn hơn diện tích hình B là 4 cm2. Chúng ta điền vào đây. Chúng ta đã xong bài tự luận 2 các em ạ. Tiếp theo là bài tự luận 3, số hỏi chấm. Trong bài này thì chúng ta cũng sẽ thực hiện yêu cầu theo chiều mũi tên. Và chúng ta sẽ ứng dụng là tìm thành phần chưa biết ở trong phép tính các em ạ. Cụ thể như sau. 13.540 trừ số nào sẽ được 9.215. Thì đây là phép trừ đúng không? Thì thành phần trong phép trừ nào các em? Số bị trừ, trừ số trừ bằng hiệu. Vậy là ta cần tìm số trừ chưa biết đúng không? Muốn tìm số trừ chưa biết, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Mình đặt tính nhé. Không không trừ được 5 thì ta lấy 10 trừ 5 bằng 5 viết 5 nhớ 1. Nhớ 1 và 1 được 2. 4 trừ 2 bằng 2 viết 2. 5 trừ 2 bằng 3 viết 3. 3 không trừ được 9, ta lấy 13 trừ 9 bằng 4 viết 4. Như vậy số trừ cần điền ở đây là 4.325 các em ạ. Đấy, các em đã hiểu cách làm chưa? Tiếp tục nhé. 9.215 trừ số nào để được một cái số chưa biết. Thế bây giờ tìm cái số này rất là khó đúng không? Thay vì tìm cái số này trước thì thầy sẽ đi tìm cái đóng khung màu cam này trước này các em này. Được chưa nào? Nào, đóng khung màu cam là cái số này cộng với 959 sẽ được là 4.367. Thì đây là phép cộng đúng không? Cái số cần điền ở đây sẽ đóng vai trò là gì các em? Số hạng chưa biết đúng không? Ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết đúng chưa? Vậy ta sẽ lấy 4.367 trừ đi cái số hàng đã biết ở đây là trừ đi 959. Đấy, em đặt tính xong là trừ. 7 không trừ được 9, ta lấy 17 trừ 9 thì bằng 8. Biết 8 nhớ 1. Nếu mà vào 5 được 6, 6 trừ 6 bằng 0, biết 0. 3 không trừ được 9, ta lấy 13 trừ 9 bằng 4, biết 4 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3. Kết quả là 3.408. Đấy, ta sẽ tìm số này trước đúng không? Đó, bây giờ mới quay trở lại phép trừ này. Thì số bị trừ, trừ đi số trừ sẽ bằng hiệu đúng không? Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Vậy ta sẽ đi đặt tính là 9.215. Chúng mình trừ đi 3.408 nhé. 5 không trừ được 8, ta lấy 15 trừ 8 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. Nhớ 1 vào 0 được 1, 1 trừ 1 bằng 0. Viết 0 này. 2 không trừ được 4, ta lấy 12 trừ 4 bằng 8. Viết 8 nhớ 1. Nhớ 1 vào 3 được 4, 9 trừ 4 bằng 5. Viết 5. Như vậy số trừ ở đây cần điền ở đây là 5.807 các bạn. Rồi chúng ta đi tiếp với lại cái dãy phép tính phía dưới này nhé. Ở đây là phép chia các bạn. Số bị chia, chia số chia bằng thương. Ở đây chúng ta đang cần tìm, đúng rồi, chúng ta cần tìm số chia chưa biết. Ta sẽ lấy số bị chia, chia cho thương các em nhé. Nào chúng mình đặt tính đi. 42.906 chúng ta chia 6. Ta lấy 42 chia 6 thì được 7. 7 x 6 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 6 được 1, viết 1. 1 x 6 bằng 6, 9 x 6 bằng 3. Hạ 0, ta được 30. 30 chia 6 thì được 5, viết 5. 5 x 6 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 6 được 1, viết 1. 1 x 6 bằng 6, 6 x 6 bằng 0. Như vậy thì cái số chia chúng ta cần điền ở đây là 7.151 các em nhé. Rồi chúng ta tiếp tục nào. 6 nhân với số nào để được một cái số chưa biết? À, để tìm cái số này rất là khó đúng không? Vậy chúng ta sẽ đi tìm cái số đóng khung màu cam này trước nhé.
Đây là phép chia đúng không? Số bị chia, chia số chia sẽ bằng thương. Thế vậy thì ở đây chúng ta đã cần đến số bị chia ở trong cái phép tính cuối này đúng không em? Đây để che tay này. Số bị chia cho số chia sẽ bằng thương. Như vậy số bị chia sẽ bằng thương nhân số chia các em ạ. Chúng ta đặt tính nhé. 8410 kem nhân 3 3 x 0 bằng 0 viết 0, 3 x 1 bằng 3 viết 3, 3 x 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1, 3 x 8 bằng 24 thêm 1 là 25 viết 25. Chúng ta điền ở số này đây là 25.230. Rồi bây giờ mới quay trở lại cái phép tính này, phép tính ở giữa này. 6 nhân số nào để được 25.230? Thì khi đó nhá, 6 đóng vai trò là thừa số, nhân với thừa số sẽ bằng tích. Để tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết các em ạ. Ta lấy 25.230 chia 6. Lấy 25 chia 6 thì được 4 này, viết 4 này. 4 x 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1. Hạ 2 thì được 12. 12 chia 6 thì được 2, viết 2. 2 x 6 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Hạ 3. 3 chia 6 thì được 0. Viết 0 này. 0 x 6 bằng 0, 3 trừ 0 bằng 3. Hạ 0 thì được 30. 30 chia 6 được 5, viết 5. 5 x 6 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0. Vậy thì số cần điền ở đây là 4205. Như vậy thầy trò mình đã xong bài tự luận 3 rồi các em ạ. Tiếp theo bài tự luận 4. Số hỏi chấm này. Số nào cộng với lại phép chia 72 chia 6 bằng 90? Thì đây nó chính là một cái biểu thức đấy các em ạ. Thì các em lưu ý cho thầy này, trong một biểu thức nhé, có các phép tính cộng trừ nhân chia thì các em phải ưu tiên thực hiện phép tính chia nhân chia trước cộng trừ sau. Các em nhớ nhé. Vậy thì cái biểu thức này thầy sẽ viết lại như sau. Hỏi chấm này. Cộng 72 chia 6 bằng 90. Thì ở cái biểu thức này các em ạ, các em nhìn trên nháp của thầy nhé. Biểu thức này có phép cộng và phép chia đúng không? Thì mình phải làm phép chia làm trước. Đó, mình phải làm trước. Như vậy. Hỏi chấm cộng với kết quả phép chia nào các em. 72 chia 6 thì các em có thể đặt tính ra ngoài nháp đúng không? Hoặc em nhẩm được nó bằng 12. Đó, hỏi chấm cộng 12 bằng 90. Thế thì bây giờ hỏi chấm sẽ đóng vai trò là số hạng chưa biết sẽ bằng tổng là 90. Các em trừ đi số hạng đã biết là trừ đi 12 nhé. Vậy thì hỏi chấm sẽ bằng gì? À, chúng ta sẽ lấy 90 trừ đi 12 sẽ bằng 78 các em ạ. Chúng ta điền vào đây là số 78 nhé. Đấy, em lưu ý nhé, phải thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Tiếp đến cái biểu thức này là 6 nhân hỏi chấm cộng với 35 bằng 83 này. À, cái biểu thức này khó các em ạ. Biểu thức này khó đấy, các em để ý kỹ cho thầy nhé. Biểu thức này có phép tính nhân và phép tính cộng thì chúng ta phải làm phép tính nhân trước đúng không? Thì nó sẽ ra một số đúng không? Cái số này cộng với 35 bằng 83. Thầy nói lại nhé. Phép nhân làm trước đúng không? 6 nhân hỏi chấm nó sẽ ra một số đúng không? Thì số này cộng với 35 thì bằng 83. Như vậy phép tính cộng ở đây, kết quả này đóng vai trò là số hạng các em ạ. 35 đóng vai trò là số hạng. Và 83 đóng vai trò là tổng. Đấy, nó khó ở cái đoạn kem phân tích này này. Như vậy chúng ta phải tìm 6 nhân hỏi chấm trước đã, đúng không? Bởi vì đang làm trước nó ra một số trước đúng không? Chúng ta phải tìm cái số này là bao nhiêu đã. Đúng chưa? Bằng tổng là 83 trừ đi số hạng là 35. Vậy 6 nhân hỏi chấm bằng kem đặt tính ra ngoài nháp nhá. 83 kem trừ cho 35 thì ta sẽ được là 48 các bạn. Ở đến đây chúng ta lại tìm thành phần trong phép nhân. Thì hỏi chấm sẽ bằng là 48 là tích chia thừa số 6. Vậy thì hỏi chấm của chúng mình sẽ bằng 8, đúng không? Chúng ta điền vào đây là 8. Tiếp tục nè. Cái biểu thức này thì ở đây chúng ta thấy rằng nó có phép tính nhá, chia và nhân thì cứ làm lần lượt thôi các em nhé. Làm lần lượt từ trái sang phải thôi.
À, các em để ý kỹ thầy này, cứ làm lần lượt từ trái sang phải, khi mà chỉ có nhân và chia làm lần lượt từ trái sang phải cho thầy. 72 chia 9 ta làm trước đi. Ta làm trước nhé. 72 chia 9 thì được 8 đúng không? 8 nhân với hỏi chấm thì sẽ bằng 96. Như vậy, ở đây chúng ta đang cần tìm, à đúng rồi, chúng ta đang cần tìm thừa số chưa biết thì hỏi chấm của chúng mình sẽ bằng 96 chia 8 là tích chia thừa số. Đấy, các em tự đặt tính ra ngoài nháp nhé. Thì 96 mà khi các em chia 8 sẽ được kết quả là 12. Như vậy thầy điền vào đây làm số 12. Chúng mình đã xong bài 4 rồi các em ạ. Thầy cho chúng ta cùng tiếp tục với bài tự luận 5 các em ạ. Đề bài như sau. Sáng nay bác Bình vắt được 2 xô, mỗi xô có khoảng 6.000ml sữa bò. Sau khi thanh trùng, số sữa bò này được bác Bình đóng vào 8 chai và bảo quản trong tủ lạnh. Hỏi mỗi chai đựng bao nhiêu ml sữa bò? Thế thì ở đây chúng ta cần tư duy cho thầy này. Ở bài này chúng mình cần 2 bước đấy. Bước 1 là chúng ta phải xem là có tất cả là bao nhiêu ml sữa bò mà bác Bình vắt được đúng không? 2 xô, mỗi xô là 6.000ml. Đó, bước 1 này. À, tính cho thầy là số ml sữa bò tất cả đúng không các em, tất cả là bao nhiêu nhé. Đó, mỗi xô 6.000ml, ở đây là có tận 2 xô đúng không. Chúng ta trình bày lời văn thứ nhất như sau. Lời văn thứ nhất, sáng nay bác Bình vắt được số ml sữa bò là mỗi xô có khoảng 6.000ml. Như vậy 2 xô như vậy chúng ta sẽ gấp 2 lần lên các em nhé. Ta nhân 2. Ta nhẩm nhé, 6 x 2 bằng 12. Như vậy 6.000 x 2 sẽ bằng 12.000. Đơn vị là ml các em ạ. Rồi, chúng ta xong bước 1. Bây giờ đến bước 2. Bước 2 chúng ta sẽ đi tính số ml sữa bò ở mỗi xô đúng không? À, mỗi chai đúng không? Bước 2 là tính số ml sữa bò ở mỗi chai là bao nhiêu này? Chúng ta có lời văn như sau. Mỗi chai đựng số ml sữa bò là thì chúng ta sẽ lấy tất cả số ml sữa bò mà bác Bình vắt được là 12.000ml này. Chúng mình chia đều đúng không các em? Chia đều vào 8 chai, tức là ta chia 8. Đấy, các em đặt tính chia. Đặt tính chia nhé các em nhé. 12.000 chia 8 nào. Ta lấy 12 chia 8, 12 chia 8 được 1 các em ạ. Viết 1, 1 x 8 bằng 8, 12 trừ 8 bằng 4. Hạ 0 ta được 40. 40 chia 8 được 5, viết 5. 5 x 8 bằng 40, 40 trừ 40 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 8 được 0, viết 0. 0 x 8 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Hạ nốt số 0 này xuống. 0 x 8 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy kết quả là 1.500. Đơn vị là ml các em ạ. Như vậy chúng ta xong rồi, xong cái bài 5 rồi. Đáp số chúng ta ghi là 1.500ml sữa bò. Rồi chúng ta đã xong bài tự luận 5. Tiếp theo là bài tự luận 6. Đề bài như sau. An cắt một tờ bìa thành hai tấm bìa. Tấm bìa lớn có diện tích bằng 128cm². Diện tích của tấm bìa nhỏ bằng diện tích tấm bìa lớn giảm đi 2 lần. Ý A này, diện tích ý A này, tính diện tích của tờ bìa An đã cắt. À, để tính diện tích của tờ bìa An đã cắt thì các em cần phải có gì các em? Chúng ta tư duy này cho thầy nhá. Tư duy này. Đó là diện tích tờ bìa này. Khi được chia thành hai tấm bìa đúng không thì sẽ bằng diện tích của tấm bìa lớn cộng với diện tích của tấm bìa nhỏ các em ạ.
Đó. Cộng với diện tích của tấm bìa nhỏ. Diện tích tấm bìa lớn chúng ta biết chưa? À, chúng ta biết rồi nhé các em nhé. Bằng 128 cm² rồi này. Diện tích tấm bìa nhỏ chúng ta chưa biết, rồi chúng ta phải đi tìm đúng không? Vậy thì bước 1 chúng ta phải đi tìm cái này các em ạ. Đó, bước 1 này, chúng ta phải đi tìm diện tích của tấm bìa nhỏ đã. Sau đó bước 2 thì mình mới tìm được diện tích của cả tờ bìa các em nhé. À, chúng ta sẽ đi trình bày bước 1 như sau. Diện tích của tấm bìa nhỏ là diện tích của tấm bìa nhỏ bằng diện tích tấm bìa lớn giảm đi 2 lần. Chúng ta dùng kiến thức giảm một số đi một số lần đúng không? Ta lấy số đó chia cho số lần. Tức là ta lấy 128, chúng mình chia 2. Các em đặt tính ra ngoài nháp nhé. Bằng 64 ấy các em. Đơn vị là cm vuông. Xong rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần phân tích này. Diện tích tờ bìa sẽ bằng diện tích tấm bìa lớn biết, diện tích tấm bìa nhỏ vừa biết xong, ta cộng lại đúng không? Chúng ta sẽ nói lời văn tiếp theo là diện tích của tờ bìa An đã cắt là, đúng không? Diện tích của tờ bìa An đã cắt là, thì ta sẽ lấy gì? À, của tấm bìa lớn là 128 cộng với của tấm bìa nhỏ là 64. Các em cộng vào, ta sẽ được kết quả là 192. Đơn vị là cm vuông. Đáp số 192 cm². Chúng ta xong ý A, tiếp đến với ý B nào các em. Thầy cho chúng ta cùng đến với ý B. Đề bài như sau này. Tấm bìa nhỏ vừa đủ để an dán một mặt của một khối lập phương. Tính tổng diện tích các mặt của khối lập phương đó. À, bây giờ chúng ta phải nhớ lại kiến thức về khối lập phương đúng không? Khối lập phương có mấy mặt các em? À, khối lập phương có 6 mặt đúng không? Chúng ta thấy rằng là cái tấm bìa nhỏ này vừa đủ để dán một mặt của khối lập phương đúng không? Như vậy, diện tích của một mặt của cái khối lập phương đó sẽ chính bằng 64 cm². Đúng chưa các em? Một mặt chính là diện tích bằng với diện tích của tấm bìa nhỏ. Các em đọc kỹ xem, đúng không? Đây, tấm bìa nhỏ này chính là 64 cm². Cái khối lập phương của chúng mình là có 6 mặt. Thì tổng diện tích ta sẽ lấy diện tích một mặt nhân 6 lần các em ạ. Chúng ta sẽ nói lời văn. Tổng diện tích các mặt của khối lập phương đó là, thì ta thấy diện tích một mặt, diện tích một mặt bằng diện tích của tấm bìa nhỏ đúng không em? Bằng 64 này. Chúng mình nhân với 6 lần lên, bởi vì nhớ cho thầy nhé, một khối lập phương này có 6 mặt nhé các em. 6 mặt là đều bằng nhau luôn đấy các em ạ, được chưa nào? Một khối lập phương này có 6 mặt bằng nhau, mỗi mặt đều là các hình vuông giống nhau nhé, bằng nhau nhé. 64 nhân 6 này sẽ bằng, em đặt tính ra nháp nhé, sẽ bằng 384. Đơn vị là cm². Đáp số ở ý B 384 cm². À, như vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong bài tự luận 6 rồi, và cũng là bài cuối cùng của bài tập tuần 30. Thầy chúc em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.